Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này các sinh viên năm cuối của nhiều trường đại học sắp tốt nghiệp. Đây cũng là thời gian có nhiều hoạt động tuyển dụng việc làm được nhiều trường tổ chức, tạo cầu nối để doanh nghiệp và sinh viên gặp gỡ, kết nối thông tin, chia sẻ hướng nghiệp, việc làm sau khi ra trường. Thực tế, các hoạt động như ngày hội tuyển dụng, ngày hội việc làm đã góp phần cân bằng quan hệ cung cầu việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp tại địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự. Những gian hàng thu nhận hồ sơ để ắp sinh viên đến tìm hiểu thông tin. Khá đông các bạn sinh viên năm 4 điền vào hồ sơ xin việc với mong muốn tìm kiếm việc làm phù hợp ngay sau khi ra trường. Có lẽ những năm gần đây, hình ảnh này đã trở nên khá quen thuộc với nhiều người khi mà những ngày hội việc làm, ngày hội tuyển dụng được nhiều trường cao đẳng đại học liên kết với các doanh nghiệp cả trong và ngoài tỉnh tổ chức. Với sinh viên, đây là dịp để tiếp cận được với nhiều doanh nghiệp một lúc để có thể có nhiều lựa chọn cho công việc tương lai. Còn đối với nhà trường, đây là cơ hội để trường nắm bắt được nhu cầu của doanh nghiệp, đồng thời cũng tạo đầu ra cho sinh viên của mình. Nhà trường tạo điều kiện cho bọn em tiếp xúc được với nhiều nhà tuyển dụng, thì bọn em sẽ có nhiều cái cơ hội để mà thứ nhất là xem thử là mình có phù hợp với công việc nào ở trong các nhà tuyển dụng, hay là mình có thể tiếp xúc được để biết được là yêu cầu của các nhà tuyển dụng là cần gì cho các sinh viên hiện nay để mà trau dồi thêm kiến thức cho bản thân. Mục tiêu cao nhất của nhà trường là tìm kiếm một công việc ổn định và đúng chuyên ngành đào tạo cho sinh viên. Để làm được điều này thì nhà trường phải rất nhiều nỗ lực. Trước hết là chúng tôi phải là điều chỉnh bổ sung cái chương trình đào tạo hàng năm, làm thế nào đó cho phù hợp với nhu cầu người học và nhu cầu thực tế của xã hội, để nhà trường và doanh nghiệp ngày càng xích lại gần nhau hơn, để có sự chia sẻ về kết nối trong việc giải quyết một vấn đề chung, đó là đầu ra của sinh viên tốt nghiệp và nguồn nhân lực phục vụ cho các đơn vị, phục vụ cho xã hội. Nhu cầu tìm việc của sinh viên rất cao, nhưng do hạn chế trong quan hệ, thiếu thông tin, nhiều trường hợp các bạn phải thông qua những trung tâm môi giới tư vấn dịch vụ việc làm. Vì vậy, tỷ lệ rủi ro rất cao và rất dễ bị lừa đảo. Ngày hội việc làm được chỉnh các trường đại học tổ chức là cơ hội tốt để các bạn sinh viên có thể trực tiếp kết nối với đơn vị tuyển dụng và tìm hiểu những thông tin chính xác khi làm việc. Còn đối với các doanh nghiệp tuyển dụng, những ngày hội việc làm được tổ chức như thế này cũng là một cách để doanh nghiệp có thể tuyển dụng được nhiều nhân sự tốt, thực sự có đam mê và mong muốn dấn thân cho công việc. Và với sự thay đổi trong phương pháp, cách thức giảng dạy của nhiều trường hiện nay, các bạn sinh viên cũng có rất nhiều kiến thức, kỹ năng mềm cần thiết để đáp ứng với công việc, phù hợp hơn với nhu cầu của nhiều doanh nghiệp. Công ty sẽ luôn luôn nhận những bạn mới ra trường với điều kiện các bạn có đủ những cái tiêu chí tuyển dụng của công ty. Không phải các vị trí là công ty nào cũng cần kinh nghiệm cả, nhưng mà đôi khi chúng ta cần nhất là trong cái cuộc sống hiện tại là cần về thái độ. Kiến thức chúng ta có thể là trau dồi trong quá trình mà chúng ta thử việc hay là học việc, nhưng mà thái độ để mà chúng ta hình thành nên là cái kinh nghiệm đó rất là khó. Hiện nay thì mình thấy sau một buổi tiếp xúc ở đấy thì mình thấy là sinh viên là khá là tự tin, khá là năng động và cũng có đi làm thêm được ở nhiều vị trí kinh doanh online, thì họ cũng có thêm rất là nhiều kinh nghiệm. Và mình thấy ở đây thì cái lượng hồ sơ mà mình nhận được thì khá là nhiều, và mình cảm thấy được cái kỹ năng của sinh viên ở ra trường bữa nay là khá là tốt, chứ không phải là giống như là mình vẫn nghĩ là không nên tuyển sinh viên ở ra trường. Trước áp lực xã hội cũng như sự cạnh tranh trong tuyển sinh giữa các trường đại học, có thể nói câu chuyện giải quyết việc làm cho sinh viên hiện nay đối với nhiều trường đã trở thành một trong công tác quan trọng. Không chỉ đào tạo kiến thức chuyên ngành rồi để sinh viên tự bơi trên con đường tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành 4-5 năm đại học. Giờ đây, việc kết nối được với những doanh nghiệp liên quan đến các chuyên ngành đào tạo của từng trường sẽ là nguồn đầu ra ổn định và bền vững, đồng thời khẳng định uy tín của các trường đại học trên địa bàn.